Thưa quý vị, với sự đa dạng về các tộc người sinh sống, tỉnh Bắc Cạn sở hữu bức tranh văn hóa vô cùng phong phú với các di sản nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn và bản sắc của các dân tộc nơi đây. Trong đó, nghệ thuật trình diễn dân gian hát ru và hát lượn cọi của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bác Nậm, tỉnh Bắc Cạn đã trở thành những di sản văn hóa của đất và người nơi đây. Nghệ thuật hát lượn cọi và hát ru đang được các nghệ nhân và người dân Bắc Cạn bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại. Và trong cuộc chuyên mục khách mời ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ nhân Hoàng Thị Mị ở xã Giáo Hiệu, huyện Bác Nậm, tỉnh Bắc Cạn, người đã dành cả đời mình để gìn giữ nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình. Xin chào cô Hoàng Thị Mị, chào mừng cô đã trở thành khách mời hôm nay trên truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Vâng, tôi xin chào Linh Chị và xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa nghệ nhân Hoàng Thị Mị, nghệ nhân có thể chia sẻ thêm về những cái đặc sắc của nghệ thuật hát lượn cọi của người dân tộc Tày ở Bắc Cạn được không ạ? Cái lượn cọi thì cũng có từ xa xưa truyền lại rồi. Cái lượn cọi thì có lượn cọi đôi đáp, giao duyên. Từ hồi còn nhỏ thì tôi cũng được đi theo các anh các chị. Ví dụ có trai có gái vào làng thì là đi lượn, rồi là hát vào những lượn vào những cái dịp là đám cưới hoặc đi giao lưu văn nghệ các thứ. Thì đến năm 2019 thì được công nhận là văn hóa phi vật thể của trên huyện Bắc Nậm ạ. Và cả cái hát ru thì cũng vừa rồi là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Bắc Nậm thì cũng xếp vào loại cái di sản bảo tồn về cái bản sắc quê hương của dân tộc Tày ạ. Vậy thì điều khó khăn để có thể luyện tập hát một điệu hát lượn cọi sẽ là gì ạ? Tôi thấy là cái lượn cọi là cái khó nhất, bởi vì là qua quá trình đi mở lớp đi xuống 3 xã thì thấy các cháu nó cũng bảo là hơi khó đấy, lên giọng nó hơi khó, cao thì cũng không được, thấp quá cũng không được. Lượn cọi của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn có từ lâu đời và trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong các dịp lễ Tết. Đến nay, lượn cọi đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đang được huyện Bắc Nậm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Qua thời gian, lượn cọi đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, nhất là mỗi dịp địa phương tổ chức lễ hội. Đối với những nam thanh, nữ tú, lượn cọi như câu chuyện giao duyên, đối đáp, làm quen. Cũng từ những cuộc giao lưu này, nhiều đôi đã thành vợ, thành chồng. Với mong muốn gìn giữ và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, những nghệ nhân ở nơi đây đã thành lập các câu lạc bộ giao lưu, luyện tập và truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Từ lúc còn tôi còn trẻ thì hay đi theo các bậc thầy đi có gái bản vào, xong là đi làm quen, có đôi lấy được nhau. Vì cái tiếng cọi nhiều các bạn trẻ vẫn thích mê say vào nghe, cho nên chúng ta nên phải cố gắng thì là lưu truyền và học hỏi với nhau, để không thì sau này nó sẽ bị mai một. Được sự chỉ dạy của các thế hệ nghệ nhân đi trước, lại được tiếp xúc cùng với các làn điệu lượn cọi từ tấm bé, chính các bạn trẻ ở Bắc Nậm hôm nay cũng vẫn luôn ý thức về việc phải gìn giữ và bảo tồn đặc sắc văn hóa của dân tộc mình. Nghệ thuật hát lượn cọi của dân tộc em thì được truyền lại qua nhiều thế hệ rồi, và em cảm thấy rất là tự hào vì mình đã được thừa hưởng cái nét nghệ thuật đấy ạ. Em sẽ cố gắng học từ các cô chú anh chị trong câu lạc bộ để có thể biểu diễn được một bài lượn cọi hoàn chỉnh để giữ gìn nét văn hóa của dân tộc em ạ. Các bác đã dạy cho chúng tôi biết về cách lên giọng này, rồi cách luyến. Thông qua đấy thì biết được cái ý nghĩa, cái văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tôi rất là tự hào về bản sắc của dân tộc Tày của mình. Qua đó thì tôi muốn học để biết, để sau này còn có thể lan tỏa cho các thế hệ. Ẩn chứa trong mỗi câu từ, làn điệu lượn cọi là lịch sử, là tín ngưỡng, là bản sắc văn hóa của đồng bào Tày ở Bắc Cạn, dìu người hát, người nghe say với những làn điệu trữ tình, sâu lắng. Giữa chập trùng đồi núi của Bắc Nậm, đến nay những làn điệu hát lượn cọi vẫn ngân nga khắp núi rừng với sự hòa giọng của cả những nghệ nhân ấp ủ bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, cùng các bạn trẻ khao khát phát huy và đưa di sản của quê hương tới mọi miền Tổ quốc.
Nghệ nhân Hoàng Thị Mị thân mến, được biết rằng là ngoài việc gìn giữ nghệ thuật hát lượn cọi thì đến bây giờ bà vẫn đang cố gắng để sưu tầm lại những cái điệu hát du của người dân tộc Tây tỉnh Bắc Cạn. Vậy bà có thể chia sẻ thêm về nghệ thuật hát du của người Tây tỉnh Bắc Cạn không ạ? Cặp vợ chồng sinh cháu ra thì bố mẹ này, ông bà này đã có cái tiếng hát du. Khi bế cõng em, cái lời du hát ngọt ngào, rất là dễ ngủ. Có nhiều nơi cũng có cái lời hát du, nhưng mà mỗi cái địa phương nó có cái lời du nó khác nhau. Đúng trong huyện Bắc Cạn thôi, nhưng mà mỗi xã có một cái làn điệu du nó khác nhau. Riêng hát du, xã đã hiểu được cụ ông, cụ bà công nhận là chỉ có cái lời du này mới là cái du của ngày xưa để truyền lại. Còn cái du vừa mới gọi là các xã thì nó cũng cải biên đi rất là nhiều rồi. Nghệ nhân Hoàng Thị Mị thân mến, hát lượn cọi hay là hát du thì cũng đều là những cái loại hình nghệ thuật truyền miệng và nó đang đứng trước cái nguy cơ bị mai một nếu như mà các thế hệ nghệ nhân cũ mất đi. Vậy thì bà đã làm như thế nào để có thể bảo tồn được những cái làn điệu này cũng như là giữ gìn cái nét đặc sắc của văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Cạn ạ? Tôi thì cũng đam mê về cái lượn cọi từ lúc còn nhỏ rồi. Về kể cả hát du thì cũng thế. Giao lưu là đi tham dự liên hoan tiếng hát ở đâu thì tôi cũng tự sáng tác thôi, tự sáng tác và tự biên tự diễn thôi. Thì năm ngoái thì đi xuống ba xã để mở cái lớp lượn cọi. Già thì cũng có tuổi rồi nhưng mà cái lớp trẻ này tôi cũng mong muốn là duy trì và bảo tồn lại để giữ được lại cái bản sắc văn hóa dân tộc mình. Tôi cũng mong muốn là sau này cái tiếng lượn cọi với lại tiếng hát du là mãi mãi là để gìn giữ về sau này. Dạ vâng, khi mà lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Thị Mị thì Linh Chi cũng rất là mong muốn là nghệ nhân có thể biểu diễn thử một làn điệu hát lượn cọi cũng như là hát du dành tặng cho các quý vị khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam được không ạ? Non đắc non đi đi non thả pi bay lầy âu qua qua vừa rồi là một điệu hát du và bây giờ là một làn điệu hát lượn cọi mời ơi. Trái ơi mà Bắc Cạn ơi sắc ơi bay ơi. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Thị Mị với chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho nghệ nhân sẽ có thật là nhiều sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình để tiếp tục lan tỏa cái niềm đam mê đối với nghệ thuật hát lượn cọi cũng như là nghệ thuật hát du tới các bạn trẻ.